kia. Đây đưa cho em. Từ. Cái này nè ba. Con nó đạp không bà? Ừ. Không hình dung nổi. Có nghĩa là để chảy nó ra xong rồi cái móc xéo quá bà. Chỗ nè. Con lại đây con. Đánh mày nha. Bố tài bà, 6 đứa con đáng yêu và tinh nghịch. Họ sẽ chia thành hai gia đình và cùng so tài với nhau với những thử thách đầy hấp dẫn và không kém phần hóc búa của chương trình. Những màn đối đầu gay cấn, những tình huống giờ khóc giờ cười hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả xem đài một chương trình truyền hình thực tế vô cùng vui nhộn và thú vị. Cố lên. Mấy đứa con của tôi thì sao? Dám thách đấu với đội siêu lầy hả? Sao? Đội gì? Đội tôi của tôi là Ba Chi! Ba Chi! Trời ơi! Thua đội siêu lầy mình rồi! Đúng rồi! Nghe cái tên này là đã thấy thua luôn rồi á! Đây là siêu lanh nè! Siêu hiền nè! Siêu mỡ nè! Ba râu nè! Nè! Ở đây là những gì? Siêu mẫu nè! Siêu nhân nè! Siêu thị. Con thấy bên đội đó yếu, thật là yếu luôn. Đâu có bằng đội tụi mình đâu ba. Chưa đấu mà sao biết yếu? Đúng. Nhưng là đã thấy yếu rồi. Anh hai. Anh nhờ mình nhắc kìa. Ông nhớ cái thị yếu rồi. Ốm người ta ốm nhưng mà người ta cao. Nhiệm vụ đầu tiên dẫn lèo trong vòng 15 phút, đội nào dẫn nhanh hơn thì được 2 huy hiệu, đội nào thua thì được 1 huy hiệu. Chưa, chưa rồi. Ơi. Bắt đầu. Dẫn lèo. Cái gì vậy? Có biết dẫn lèo không? Tôi biết. Dẫn lèo, có biết dẫn lèo không? Nào. Nào. Đầu tiên hãy cởi này ra. Trời ơi. Bên kia thấy hơn rồi. Dạ ơi. Đúng rồi. Trời lắm. Hay hay lắm. Cái này không có kỹ năng rồi. Không có kỹ năng dẫn lèo rồi. Con còn chưa ở trong lều lần nào nữa. Ba cũng biết dựng lều sao luôn. Tôi thề tôi biết dựng lều luôn á trời. Dựng lều cái gì chị trời. Phía bạn méo méo kìa. Tôi thề tôi biết dựng lều luôn á trời. Cái này thiệt luôn á. Cái lều gì đây? Cái này thua rồi ba ơi ba ơi. Cái này thua rồi ba ơi ba ơi. Cái này thua rồi. Đâu có biết dựng lều đâu. Ờ, thua chắc rồi. Chẳng chắc rồi. Chưa chắc đâu. Cái này nó dài hơn cái kia. Đây, đưa cho em. Từ. Cái này nè ba. Con nó đạp không bà? Ừ. Đập phê nha. Đập phê nha. Dữ dạ. Không hình dung nổi. Có nghĩa là để chảy nó ra xong rồi cái móc xéo quá bà. Chỗ nè. Con lại đây con. Đánh mày nha. Ai mà qua đây đánh một phát lại cãi cái đít luôn mày. Đó hiểu không? Giờ ba cho nó căng ra đi ba ơi. Đúng rồi, con cầm ở đó đó. Ai mà qua con đuổi người ta về biết không? Không có cho địch qua. Không hình dung được cái liều cho nên là không biết làm liều. Quốc nha, không phá nữa nha. Mà đâu ơi, mình biết làm liều không? Okay. Hả? Có gì mà cũng không làm được nữa hả? Làm lẹ lên đi, không làm bị ăn bánh mì đó nghe chưa? Đây chắc nguyên hai đội ăn bánh mì luôn á. Chờ ba trước, để ba lên Google ba sợt ba kiếm. Ba ơi, sợt Google kìa. Mẹ, sao ba không chịu sợt Google? Sợt Google thì sao? Hình chữ bên là hình lều, hình chữ A. Rồi tôi con móc vô đi, móc vô. Móc mấy cái móc này vô. Móc phụ ba. Mấy căng móc vô. Rồi. Ok, chấp thành hình cái liều rồi đó. Rồi, để con. Để ngang đó. Không được như anh đội là
nghĩ là khỏi máng nó móc vô cho nó vào. Khỏi máng vô con. Rồi bên kia, bên kia. Dạ, ý là giờ khỏi máng cho nó qua luôn. Chết, sập lều. Rồi, rồi. Bên bệnh thôi, rồi, rồi. Bà ơi đi. Đó, rồi. Kia xong chưa? Xong rồi nè. Thua rồi kìa. Bẻ này ra. Bẻ này ra. Sắp được rồi, sắp được rồi. Sắp được rồi nè. Lê 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 lê. Bếp xèo, bếp xèo, bếp xèo. Bếp xèo. Bếp xèo. Bếp xèo. Vỡ ôm, vỡ ôm, vỡ ôm. Vỡ ôm đội lầy luôn. Vỡ ôm đội lầy luôn kìa. Trời ơi, đội anh chị rất là yếu luôn nè. Cái này là sao? Thủ lên trên. Xong. Ok. Xong rồi nha, xong rồi, xong rồi nha. Rồi ra con, gì vậy? Cho con làm. Dạ, con đây nè. Con làm. Xong rồi. Ăn từng da cái. Cẩn thận con ơi, nó xúc cái liều chết ba con ơi. Nhẹ nhẹ, hàng dễ mở con ơi. Kéo anh kia. Em, rồi. Kéo lên. À. Xong. Kính thưa quý vị, theo các người biết, đây là liều của Pháp. Dừng xe xuống tính từ bên Pháp, học bên Pháp về những cái liều này. Sao? Liều mà đâu là ở bên nước nào? Cái liều của tôi theo nghiên cứu của Hội hiệp quốc tế là hiệu là hệ cái liều hình chữ A. Mà nãy giờ ráp muốn chữ U, chữ Á, chữ Ớ luôn rồi. Cuối cùng hành cái liều. Yeah cái nè, con. Yeah. 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 Để hỏi con, để hỏi con tôi chút coi, nãy giờ đứng chơi có mệt không? Đứng chơi có mệt không? Con nói đẹp không bà? Ừ. Đồng phai nha, đồng phai nha. Dữ dạ. Con, lại đây con. Đánh này nha. Ai mà qua đây đánh một phát lại cãi cái đít luôn bây giờ. Đó hiểu không? À, cái này là cái liều của mình. Muốn vô thì cái cửa mở đây nè. À, có cái ngăn tủ kéo đồ à, mấy bạn có thể tham quan được đây à. Là căn lều chú ngụ của gia đình ba râu của mình bên đó. Rồi bây giờ kiểm tra à sai rồi, cái cửa nằm ở đây phải vô dép vậy hả? Đúng rồi. Ông ơi, cái này là người ta cố tình, người ta không cho người ngang ở ngoài, đây là thiết kế kiểu Pháp cho nên là cái gì á cửa là phải có rèm che, cho nên mỗi lần á mình kéo lên cái mình bước vô là che lại luôn à. Đúng, Pháp là đó. À. Rồi cái này sao? Là muốn vô là phải lấy kéo cắt rồi chui vô hả? Đây là cửa sổ. Oh. Là mình có cửa sổ mình ngắm cái bờ sông rồi phải vô vậy. Mưa thì sao? Mưa thì chúng ta kéo chú này phụ lại chút xíu nữa. Ê bên đây có cửa sổ nữa. À, nhà Pháp.